Hàn Quốc là một trong những thị trường âm nhạc phát triển bậc nhất thế giới. Chắc hẳn các bác đã từng nghe đến tên một số nhóm nhạc như là BTS, Blackpink, EXO hay là Big Bang rồi phải không nào? Không chỉ đi đầu xu hướng toàn cầu trong ngành công nghiệp idol, mà Hàn Quốc còn xâm chiếm cả thị trường giải trí Metaverse với sự ra đời của hàng loạt các nghệ sĩ idol ảo nổi tiếng. Thay vì phải bỏ tiền đi xem concert, hay là lo ngại thần tượng của mình sẽ vướng phải scandal, thì giờ đây các bác có thể gặp nghệ sĩ và tương tác với họ mọi lúc mọi nơi trong vũ trụ Metaverse. Metaverse là một siêu vũ trụ kỹ thuật số, nơi kết hợp nhiều không gian ảo khác nhau cho phép người dùng có thể làm việc, gặp gỡ, tương tác và giao lưu bất kể khoảng cách địa lý, bất kể ngày đêm. Vũ trụ ảo Metaverse đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành giải trí trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Ứng dụng công nghệ Metaverse cho ngành giải trí đã góp phần tạo nên sự thống trị, tiên phong của thị trường âm nhạc này. Nói không ngoa khi Hàn Quốc đã thâu tóm thị trường âm nhạc Metaverse. Ước tính là có khoảng 70% KOLs, những người có ảnh hưởng trên thế giới, đến từ Hàn Quốc. Có phải là các bác đang thắc mắc rằng tại sao các quốc gia phát triển đi đầu trong công nghệ thông tin như là Mỹ, Ấn Độ lại không nắm chủ ngành giải trí trong Metaverse đúng không? Vâng, Metaverse thì rất nhiều ông lớn muốn tham gia, nhưng mà không phải ai cũng có thể thâu tóm được đâu nhá. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, Metaverse vẫn còn khá là mới mẻ và xa lạ, chưa đủ phổ biến và số lượng người dùng cũng còn thấp. Chưa kể là dù Metaverse được quan tâm và đầu tư ở nhiều nơi, nhưng mà muốn thành công thì phải có tính mới mẻ, sáng tạo và thị trường phải được đón nhận. Đây là bài toán khó đối với những quốc gia khác, nhưng với đế chế giải trí idol Hàn Quốc và lượng fan hâm mộ hùng hậu, hoàn toàn dễ hiểu khi thế giới Metaverse trong ngành giải trí lại phát triển vượt bậc đến vậy, phải không nào? Đặc biệt hơn, Hàn Quốc là một trong những thị trường âm nhạc khắc nghiệt và áp lực kinh khủng nhất thế giới. Văn hóa thần tượng của người Hàn Quốc thì vô cùng phổ biến. Họ sẵn sàng bỏ tiền bạc và thời gian để ủng hộ thần tượng của mình. Nhưng trong mắt họ, idol thần tượng phải là những người có tài năng, có ngoại hình, biết ứng xử và không vướng phải scandal tai tiếng. Vì vậy mà những yêu cầu đối với idol ngày càng khắt khe hơn. Nhưng khác với những idol ngoài đời thực, nghệ sĩ ảo trong vũ trụ Metaverse không gặp phải những áp lực này. Vì đơn giản, họ không phải là người thật. Thông qua trí tuệ nhân tạo AI, các idol ảo được thiết kế với ngoại hình tuyệt vời, thân hình hoàn hảo. Và những idol ảo này không bao giờ vướng phải scandal tình ái hay là phát ngôn gây tranh cãi nào cả. Họ có thể tự do thể hiện bản thân, sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội đa dạng. Và kể cả những bình luận hay chỉ trích ác ý cũng không thể gây tổn thương tới họ. Từ những lý do trên, có thể hiểu tại sao mà Hàn Quốc lại xâm chiếm ngành giải trí trong vũ trụ ảo Metaverse trước hàng loạt các ông lớn khác. Tuy nhiên, không phải đến tận bây giờ nghệ sĩ ảo mới có mặt tại Hàn Quốc đâu nhé. Thực tế là ngành giải trí ảo đã được thực nghiệm ít nhất là 25 năm trước. Năm 1998 của thế kỷ 20, Adam, ca sĩ ảo đầu tiên của đất nước này đã được xuất hiện. Đây là một sản phẩm của những năm 90. Nhân vật này được tạo ra bởi đồ họa máy tính, với đặc điểm là tóc mái thưa dài đến tận mắt và giọng nói khàn khàn tạo sự hấp dẫn. Thế nhưng, Adam đã biến mất khỏi ngành giải trí sau khi phát hành một album vào năm 1998. Nguyên nhân là bởi chất lượng hình ảnh còn thấp, trong khi đó chi phí để sản xuất và duy trì nghệ sĩ ảo lúc bấy giờ lại vô cùng cao. Dù vậy, Adam đã để lại dấu ấn về văn hóa đại chúng trong một thế hệ ở Hàn Quốc. Chỉ hơn 20 năm sau đó, các thần tượng ảo đã được tạo ra bằng AI và thực tế tăng cường ảo AR ngày càng chiếm ưu thế. Đặc biệt, các nhà sản xuất thường cố tình tạo ra những nghệ sĩ ảo trông gần như người thật nhưng lại không bao giờ giống hệt, tạo nên một nét rất riêng cho các idol ảo. Đặc biệt hơn, tháng 11 năm 2020, tập đoàn SM Entertainment, nơi sản sinh ra nhiều ngôi sao tên tuổi như SNSD, EXO, NCT đã cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới là aespa, bao gồm 8 thành viên. Trong đó, 4 thành viên Karina, Winter, Giselle và Ninh Ninh là người thật và 4 thành viên ảo là E Karina, E Winter, E Giselle và E Ninh Ninh là phiên bản ảo tương ứng của mỗi thành viên đã được tạo ra thông qua AI. Sự xuất hiện của aespa với thế giới ảo của họ đã gây sốt cộng đồng K-pop khi đi theo concept thực tế ảo, là một concept hoàn toàn mới và chưa từng có ở làng giải trí Hàn Quốc trước đây. aespa đã và đang tạo nên làn sóng mới trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. MV đầu tay là Black Mamba đã vượt mốc 21 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 24 giờ sau khi phát hành và trở thành MV ra mắt có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu của toàn K-pop.
Tiếp nối sự thành công của nghệ sĩ ảo Metaverse này, tháng 11 năm 2021, công ty giải trí Humed Contents đã ra mắt Yuna, nghệ sĩ K-pop ảo đầu tiên trên Metaverse. Nữ ca sĩ đã ra mắt công chúng với ca khúc Kiss Me và phát hành một bài hát mới có tựa đề là Lonely vào tháng 1 năm 2022. Cô còn tổ chức một buổi hòa nhạc trên nền tảng Metaverse để giao lưu với người hâm mộ. Nếu như 4 thành viên ảo của aespa chỉ là phiên bản của các thành viên thật, thì tháng 6 năm 2022, nhóm nhạc nam Superkai đã ra mắt với 4 thành viên thật và một thành viên ảo hoàn toàn tên là Sejin. Đáng nói, thành viên ảo Sejin đảm nhận vị trí center là trung tâm của nhóm, người luôn đứng giữa đội hình. Sự xuất hiện của nhóm nhạc này đã gây xôn xao và bất ngờ trong cộng đồng K-pop. Song, nhiều người hâm mộ lại tỏ ra không hài lòng vì cho rằng 4 thành viên người thật đã chăm chỉ luyện tập suốt nhiều năm nhưng lại không được đánh giá cao bằng công nghệ AI. Tháng 1 năm 2023, thị trường K-pop đã xuất hiện nhóm nhạc với tất cả các thành viên đều là thành viên ảo hoàn toàn, có tên gọi là MEV, với 4 thành viên nữ ảo chính thức được ra mắt với bài hát Pandora. Đây được coi là nhóm nhạc K-pop đầu tiên được tạo ra hoàn toàn trong vũ trụ Metaverse, được sử dụng công nghệ học máy, hoán đổi khuôn mặt và sản xuất 3D. Dù rằng ngành giải trí Metaverse ở Hàn Quốc đang phát triển nhanh như vũ bão và đem đến kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc của quốc gia này, song sự tồn tại của những idol ảo này đến nay vẫn còn gây ra rất là nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng dù thần tượng AI có vẻ ngoài hoàn hảo, không vướng scandal, nhưng họ cũng không thể mang lại cảm giác sinh động và cảm xúc như người thực được. Hơn nữa, vì là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nên những idol này có ngoại hình tương tự nhau, khó mang lại dấu ấn cá nhân sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Vậy các bạn nghĩ sao nếu những idol ảo sẽ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam trong tương lai nhỉ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho em biết nhé! Ha 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 ha!